Rồi, công cụ hai tool đó là công cụ dùng để đánh chữ, có thể đánh bất cứ chữ nào lên. Và khi chúng ta đánh chữ vậy thì bên mạng layer này nó sẽ tự động tạo ra một cái layer mới để chúng ta có thể di chuyển chữ dễ dàng. Tôi có thể chỉnh sửa kích cỡ chữ, cái này chọn ở đây là phông chữ hoặc là đập nghiêng. Rồi. Màu sắc hoặc là tôi có thể uốn cong chữ. Là có rất là nhiều lệnh đối với chữ, là chọn cái tính năng 3D với chữ nữa. Công cụ Path Direction Tool đây là công cụ dùng để di chuyển những đường thẳng. Ví dụ tôi muốn di chuyển những cái đường này thì tôi chọn nó là tôi di chuyển nó đi thôi. Tôi đều muốn điều chỉnh từng điểm một. Tôi sẽ nắm từng điểm này để tôi di chuyển những cái đường path này. Nhóm công cụ dưới này là nhóm công cụ gồm có những hình rectangle, hình rectangle, ellipse, polygon, line tool hoặc là cap tool. Thì những hình này khi chúng ta vẽ ra thì nó sẽ có màu sẵn luôn thôi. Các bạn có thể điều chỉnh kích thước ở đây, rồi các bạn có thể bo góc, vân vân. Các bạn có thể đổi màu trực tiếp ngay ở đây. Ví dụ các bạn muốn vẽ hình bo góc ở đây cũng được nữa. Các bạn có thể vẽ tự vẽ ra và nhập số lượng bo góc này. Thì tôi muốn bo 20 pixel. Rồi màu sắc. Rồi. Tương tự là hình ellipse hay polygon. Line là những đường thẳng như thế này. Hoặc là custom set tool. Thì trong này nó có những cái set mà Photoshop đã cài sẵn cho chúng ta. Như muốn lấy ngôi nhà thì tôi sẽ chọn nó và tôi vẽ ra. Hoặc là tôi muốn lấy hình trái đất này. Chúng ta có thể đổi màu trực tiếp ở đây. Rồi. Các bạn có thể thêm những set khác bằng cách là vô mục cài đặt ở đây. Các bạn là led set này. Hoặc là các bạn muốn khôi phục về mặc định thì các bạn chọn vô reset set. Công cụ hand tool là công cụ dùng để kéo cái vùng làm việc của chúng ta. Như tôi muốn kéo xuống dưới để tôi nhìn thẳng bên dưới. Công cụ dùng tool là để phóng lớn và thu nhỏ. Tôi dùng Enter Left để thu nhỏ và click chuột không là để phóng lớn. Phần bên dưới của chúng ta là có hai cái bảng màu, một màu background và một foreground. Thì chúng ta có thể đổi hai màu này. Tôi có thể đổi màu bên trên cũng như là bên dưới. Tôi có thể đảo ngược màu. Và bình thường mặc định của Photoshop là ở đây là hai màu trắng đen. Để tôi chọn cho default này thì tôi sẽ đưa về được mặc định. Đây là Quick Map. Thì sẽ có những bài sau tôi hướng dẫn cụ thể hơn. Đây thì chỉ nói sơ sơ thôi. Thì tôi chọn như Quick Match và tôi chọn Brush. Tôi vẽ vùng chọn lên bất kỳ vùng nào và tôi bỏ Quick Match đi. Thì khi đó thì tôi sẽ chọn được một cái vùng chọn. Thì tôi cho Opacity lên.
Đấy, tôi bỏ quick match đi thì tôi sẽ lấy được một vùng chọn. Ctrl Shift Y để tôi đảo ngược vùng chọn. Như vậy là bài hướng dẫn đầu tiên cho một Photoshop này để hoàn thành. Hy vọng là các bạn có thể làm quen được với Photoshop qua những cái công cụ cơ bản này. Hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn kế tiếp.